Màn trình diễn nghệ thuật xòe thái, một biểu tượng tinh thần mang giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, thể hiện sức sống mãnh liệt và sức mạnh đoàn kết cộng đồng các dân tộc. Nghệ thuật xòe, điệu dân vũ đặc trưng của người Thái, là biểu tượng của sự gắn kết bền chặt các dân tộc sinh sống trên dẻo cao Tây Bắc. Điệu múa ấy là niềm tự hào, vinh dự của một dân tộc có bề dày văn hóa, là nét đẹp gọi mời du khách gần xa đến với vùng Tây Bắc, đến với Than Uyên. Đó là điệu múa xòe đoàn kết, mỗi vòng xòe như sợi dây gắn kết các thế hệ cùng chung tay giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Hình tượng hoa ban nở từ hàng ngàn đời nay, hoa ban đã đi vào đời sống văn hóa tinh thần của con người Tây Bắc. Những đóa ban với vẻ đẹp thanh khiết dịu dàng không những tượng trưng cho sự trung thủy chân thành và thanh cao của người phụ nữ Thái, mà còn mang ý nghĩa thể hiện sức sống mạnh mẽ kiên cường của những người con Tây Bắc. Khi mùa ban trắng thần tiên bừng lòng, khắp Tây Bắc lại xuất hiện những nàng tiên từ chính thiên đường trên mặt đất. Những bàn tay tạo tần ruộng nương miệt mài khéo léo dệt theo muôn sợi bông thổ cẩm, lại quên đi mệt nhọc lao động thường ngày để trở thành những nghệ nhân, nghệ sĩ giữa sân khấu cuộc đời. Khi chim ca bướm lượn trong rừng thơm suối ngần, những má hồng mặt hoa miên man vũ điệu xòe, năm ngón búp mây vươn đóa ban muốt bay, năm cánh hàng mát tém trên áo khóm của những thiếu nữ dân tộc Thái, với dáng tiên mềm mại, tươi sáng trong ngần và đẹp tuyệt trần, cũng như cùng Tây Bắc bay lên. Nang long toi can, pat tin khun nang long toi can. In zon toi can, pat tin khun nang.
tình vang lên điệu tình, câu hát anh là ơi xuân đầy chén rượu vang vọng núi rừng quê hương đẹp mãi. Lời tình yêu son trụ son sao, lời chàng cung nàng ban còn mãi. Anh là ơi sao non ơi, say bước chân ngất ngây, tiếng đàn em nhịp nhàng điệu nhàng, tiếng khen anh dặn dịu bước chân, tiếng ví ai đang vang rào ràn, tiếng hát ai ngân như suối reo. Để hôm nay hồi thơ anh là ơi son đầy chén rượu vang vọng núi rừng quê hương đẹp mãi. Lời tình yêu son trụ son sao, đời chàng cung nàng ban còn mãi. Anh là ơi sao nòng ơi, muốn nơi về đây tù hồi, nghiêng say bước chân ngất ngây, tiếng đàn điệu nhạc tiếng khen anh dặn dịu bước chân, tiếng ví ai đang vang rào ràn, tiếng hát ai ngân như suối reo. Để hôm nay hồi thơ nghệ thuật múa xòe của người Thái là sự sáng tạo và tích lũy trong lịch sử phát triển của dân tộc Thái. Những điệu xòe không tuổi uyển chuyển qua thời gian, không gian từ những trái tim tha thiết yêu cuộc sống là vũ điệu tâm hồn đằm thắm đắm say. Nghệ thuật xòe đã trở thành di sản sống động trong văn hóa dân gian của người Thái, là phương tiện giao tiếp kết nối cộng đồng, trở thành biểu trưng cho tình đoàn kết, sự kết tinh kinh nghiệm sống và lối tư duy sáng tạo trong đời sống sinh hoạt thường ngày của người Thái, là cầu nối giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống của con người Tây Bắc và góp phần làm giàu đẹp cho nghệ thuật múa dân gian Việt Nam. Đời nay hoa ban đã đi vào đời sống văn hóa tinh thần của con người Tây Bắc. Những đóa ban với vẻ đẹp thanh khiết dịu dàng không những tượng trưng cho sự trung thủy chân thành và thanh cao của người phụ nữ Thái, mà còn mang ý nghĩa thể hiện sức sống mạnh mẽ kiên cường của những người con Tây Bắc. Khi mùa ban trắng thần tiên bừng lòng, khắp Tây Bắc lại xuất hiện những nàng tiên từ chính thiên đường trên mặt đất. Những bàn tay tảo tần ruộng nương miệt mài khéo léo dệt theo muôn sợi bông thổ cẩm lại quên đi mệt nhọc lao động thường ngày để trở thành những nghệ nhân nghệ sĩ giữa sân khấu cuộc đời. Khi chim ca bướm lượn trong rừng thơm suối ngần, những má hồng mặt hoa miên man vũ điệu xòe, năm ngón búp mây vươn đóa ban muốt bay, năm cánh hàng mát tém trên áo khóm của những thiếu nữ dân tộc Thái với dáng tiên mềm mại, tươi sáng trong ngần và đẹp tuyệt trần, cũng như cùng Tây Bắc bay lên. Nhìn gió, nhìn gió.
ินซ้อนต่อยกันปัดตึ้งขึ้นนั่งลงต่อยกันนั่งลงนั่งลงต่อยกันปัดตึ้งขึ้นนั่งลงต่อยกันอินซ้อนอินซ้อนต่อยกันปัดตึ้งขึ้นนั่งลงต่อยกันนั่งลงนั่งลงต่อยกันปัดตึ้งขึ้นนั่งลงต่อยกันเฮ้เฮ้อินซ้อนอินซ้อนต่อยกันปัดตึ้งขึ้นนั่งลงต่อยกันนั่งลงต่อยกันปัดตึ้งขึ้นนั่งลงต่อยกันอีกซ้ำอีกซ้อนต่อยกันปัดตึ้งขึ้นนั่งลงต่อยกันอีกซ้ำอีกซ้อนต่อยกันปัดตึ้งขึ้นนั่งลงต่อยกันเฮ้เฮ้อีกซ้ำอีกซ้อนต่อยกันปัดตึ้งขึ้นนั่งลงต่อยกันนั่งลงนั่งลงต่อยกันปัดตึ้งขึ้นนั่งลงต่อยกันHey!
từ hàng ngàn đời nay. Hoa ban là đi vào đời sống văn hóa tinh thần của con người Tây Bắc. Những đóa ban với vẻ đẹp thanh khiết dịu dàng không những tượng trưng cho sự chung thủy chân thành và thanh cao của người phụ nữ Thái, mà còn mang ý nghĩa thể hiện sức sống mạnh mẽ kiên cường của những người con Tây Bắc. Khi mùa ban trắng thần tiên bừng lòng, khắp Tây Bắc lại xuất hiện những nàng tiên từ chính thiên đường trên mặt đất. Những bàn tay tảo tần ruộng nương miệt mài khéo léo dệt theo muôn sợi bông thổ cẩm lại quên đi mệt nhọc lao động thường ngày để trở thành những nghệ nhân, nghệ sĩ giữa sân khấu cuộc đời. Khi chim ca bướm lượn trong rừng thơm suối ngần, những má hồng mặt hoa miên man vũ điệu xòe, năm ngón búp mây vươn đóa ban muốt bay, năm cánh hàng mát tém trên áo cóm của những thiếu nữ dân tộc Thái với dáng tiên mềm mại, tươi sáng trong ngần và đẹp tuyệt trần, cũng như cùng Tây Bắc bay lên. Từ bao đời nay, xòe Thái gắn bó mật thiết với phong tục, tập quán, nghi lễ, lễ hội cũng như đời sống văn hóa, văn nghệ của người dân. Ngày nay, nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành sợi dây kết nối cộng đồng và là tài nguyên đặc hữu để các địa phương phát triển du lịch. Người Thái hiện nay có đến trên 20 điệu xòe, nhưng tất cả những điệu xòe đó đều bắt nguồn từ 6 điệu xòe cơ bản làm đắm say lòng người. Chàng cung nàng ban còn mãi tình lang.
sân ngất ngây, tiếng đàn em nhịp nhàng điệu nhàng, tiếng khen anh dặn dìu bước chân, tiếng ví ai đang vang rào ràng, tiếng hát ai ngân như suối reo. Để hôm nay hồi thơ vang lên điệu tinh, câu hát anh là ơi rót đầy chén rượu, vang vọng núi rừng quê hương đẹp mai, đời tình yêu xoắn trụ xoắn sao, đời chàng cung nàng ban còn mãi, anh là ơi sao nọ chân ngất ngây, tiếng đàn em nhịp nhàng điệu nhạc, tiếng khen anh dặn dìu bước chân, tiếng ví ai đang vang rào ràng, tiếng hát ai ngân như suối reo. Để hôm nay hồi thơ nghệ thuật múa xòe của người Thái là sự sáng tạo và tích lũy trong lịch sử phát triển của dân tộc Thái. Những điệu xòe không tuổi uyển chuyển qua thời gian, không gian từ những trái tim tha thiết yêu cuộc sống là vũ điệu tâm hồn đằm thắm đắm say. Nghệ thuật xòe đã trở thành di sản sống động trong văn hóa dân gian của người Thái, là phương tiện giao tiếp kết nối cộng đồng, trở thành biểu trưng cho tình đoàn kết, sự kết tinh kinh nghiệm sống và lối tư duy sáng tạo trong đời sống sinh hoạt thường ngày của người Thái, là cầu nối giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống của con người Tây Bắc và góp phần làm giàu đẹp cho nghệ thuật múa dân gian Việt Nam. Rào ràng tiếng hát ai
tiếng khen vang lên điệu tinh, câu hát anh là ơi rót đầy chén rượu, vang vọng núi rừng quê hương đẹp mãi, đời tình yêu son trụ son sao, đời chàng cung nàng ban còn mãi, anh là ơi sao nọ bước chân ngất ngây, tiếng đàn em nhịp nhàng điệu nhạc, tiếng khen anh dặn dìu bước chân, tiếng vui